Vâng, xin chào anh chị Nguyễn Hàng nha. Chào mừng chị quay lại Toàn Trung Gia Lai. Gia Lai thì giờ cứ vậy anh chị, mưa tầm tã luôn. Sáng giờ em cũng giao được 2-3 xe rồi. Khách hàng yêu thương nên là em cũng giao được vài xe, đỡ khổ mùa mưa. Nhưng mà vẫn mua máu nha anh chị, có xe vẫn mua nha. Bán không được thì mua. Không sợ nha anh chị. Xe giờ cũng giao cho khách rồi. Khách mưa gió mà khách không lên Tây Nguyên được á thì em có ship xe tận nhà cho anh chị nha. Anh chị cần cọc, giống như ngày nay em ship cái Fortuner, khách cọc có 10 triệu là em ship đi Đồng Nai cho khách xem nhá. Đó, Cà Mau, Lạng Sơn, Cao Bằng gì em bán không được hết á. Xe em đẹp, xe thật, giá chuẩn nên là em chẳng ngại mang tới cho anh chị xem và tìm hiểu hoặc nhờ người thân, người quen gì coi, em chẳng ngại cái đó đâu. Tại vì cho anh chị đi tìm cũng không có nên là em cũng không lo, sợ bán đắt quá hoặc là xe xấu quá mới sợ đặt cọc ít rồi đi ship thôi, chứ còn mà bán giá hợp lý và xe chuẩn thì chẳng ngại ai hết. Rồi thì em sẽ tập hợp xe trong ngày hôm nay cho anh chị nha, cố gắng anh chị giúp giùm em cho cái xe cứu hộ nó có việc làm, nên bữa giờ nằm đây lâu quá đó. Cái đợt dịch đi liên tục à, đợt dịch anh chị lên không được cái là đi liên tục. Nay nhiều xe sao anh chị cứ thích lên cửa hàng coi nên là xe nằm luôn rồi đó luôn. Adsen nha anh chị, Adsen. Adsen đây mới về. Adsen đây mới tin nè. Xe này bản ETH có cửa nóc, xe đi có mười mấy ngàn cây à, mới tin nè. Xe này hình như là 2022 coi lại coi. Xe này 2022 nha anh chị, 2022 mới tin rồi. Đó, rất là mới. Xe này ở Huế nha anh chị. Xe này ở Huế, bữa đi mua còn đẹp. Huế nhưng mà anh chị đừng có lo nước biển hay là ngập hay là gì nha. Anh chị đừng có sợ miền Trung như Huế đổ ra nó ngập nghiết nha, em kiểm tra hết rồi. Không tùy vùng mà, vùng nào ngập thì em xe ngập thì em không dám mua đâu. Tại vì em còn bảo hành, còn cam kết cho anh chị nữa mà, nên anh chị không lo. Xe đây hơn 500 nha, anh chị nào qua liên hệ vô số điện thoại 0979325679 là thiệu tư vấn cho. Còn anh chị nào có xe bán thì cứ liên hệ 0922325679 hoặc là 0928325679 nha anh chị. Cái này Elantra, Elantra 2019 mới về. À cái này hình như khách cọc rồi sao. À xe này Bình Dương chưa anh chị, xe này Bình Dương chưa, chưa cọc. Xe này cũng đẹp lắm chị, cũng đẹp. Xe này em bán cho anh chị là 465 nha anh chị, 465 219. À, con này là Eco Sport bản Titanium anh chị. Titanium. Ủa con này có giá chưa em? Bỏ giá. À. Con này Eco Sport. Thiều ơi, Thiều ơi. Này Eco Sport bản Titanium nha anh chị. Bản Titanium nó có cửa nóc chứ không phải bản bay đâu. Con này em bán 525, 219. Đó, con này bản Titanium nha anh chị. 525 bán 219. Ủa, cái xe Nha Trang là bán rồi hả? Xe Nha Trang bán rồi hả? Đợi nhiêu? Xe Nha Trang là 219, con mới. Ờ. Nó bán như bán rồi đúng không? Đây X-Bender số tự động 2020. Con này em bán 585 nha anh chị. Xe này có 10.000 cây rồi anh chị. Mới tin này. Xe mới giờ 69 lần. Đó, 10.000 cây thì nó rất là mới rồi, form mới rồi nha anh chị. Mặt nạ mới, form mới, mâm mới rồi. Đó. Còn đây Santa Fe đây form mới nè, đây là form cũ. Hai cái đều máy xăng hết nha anh chị. Máy xăng. Cái này đi có 10, cái này như 12.000 cây, cái này form mới nút bấm rồi, bản Platinum hết anh chị.
bản Freedom. Mưa quá, ướt quá anh chị ạ. Con này 1.290 nha, em giảm 1.290. Còn này cũng Freedom 220 đăng ký 21 ở trung tâm bữa em mua á. Bữa em bán cho anh chị 1.1 em giảm cho anh chị 1.090. Đó, mưa gió em giảm cho anh chị. Này thì mới tin, chủ xe vô quá nhiều đồ chơi luôn anh chị. Quá nhiều đồ chơi, anh mua xong xuôi lăn bánh 1.4 mấy chục á. Anh chị mua giày đỡ được mấy trăm rồi anh chị. Mà cũng khác gì xe mới đâu. Đi thời gian rồi anh chị lỗ không bao nhiêu, chứ anh chị mua xe mới anh chị lỗ hơi nhiều à. Anh chị ngại nhất cái mua xe cũ sợ vấn đề này nọ, thì tới em Toàn thì anh chị yên tâm. Tại vì em lấy cái uy tín thương hiệu em ra cam kết với anh chị, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ có văn bản con dấu rõ ràng của công ty, một công ty, một hệ thống thương hiệu rất là giá trị để đảm bảo được cái quyền lợi của anh chị. Và những cái cam kết đó là cam kết đúng, cam kết thật, cam kết chuẩn, chứ không phải cam kết tầm bậy. Range XLS vẫn còn nha anh chị, 220 còn rất là đẹp. Xe đó bán cho anh chị 6.7. Đó, Prado đây là 1.26, một chủ mua từ mới, cọp em bán cho anh chị là 1.660 anh chị nha, 1.660 đó. Còn này là con này là 625, cũng là form mới rồi anh chị, 218 số tự động. Còn này là Raptor. Này Raptor anh chị nha. Raptor đây em bán 1.3 triệu. 1.3 triệu, cái này em bán cho anh chị 1.3 cũng được. Bán anh chị 1.3 220 nha anh chị. 220. Xe rất là đẹp, một chủ mua từ mới. Này số sàn, cái này hình như bán rồi, khách đang nữa. Thiều ơi. Còn này anh chị. Thiều ơi. Cái này lắp biển số này vô là bán rồi hả? Góp đại rồi, xe sau cũng bán rồi hả? Xe sau kia. Ừ, rồi. Đây là để cắt ra lái chạy vô tình bình. Ừ. Hôm nay đi trong xe, hôm nay còn góp. Góp luôn đúng không? Thôi góp từ từ bán. Con này mấy dầu nè anh chị, mấy dầu 1.280, cái này đi 5.000 cây à. Cái này 2021 luôn nha anh chị, sản xuất 21, full dầu. Full dầu, nội thất hai màu, full nó nhìn dễ lắm chị. Cái nội thất hai màu là biết liền à. Đó, Santa Fe còn có rất là nhiều. Là giá bữa nay nó cũng hợp lý cho anh chị lựa chọn nha. Rất là hợp lý cho anh chị lựa chọn. Xe Toàn gia cũng gần hết rồi. 3008. Cái 3008 này 220 anh chị, 20 có mười mấy. Cái điểm đặc biệt của cái 3008 này muốn giới thiệu anh chị là xe đi ít cây số quá. Bữa em mua Sài Gòn 950, có quay video anh chị biết rồi, mua tại nhà chủ xe về chi phí 96 thôi anh chị, em lấy anh chị 10 triệu thôi, 97. Thiệu ơi, Thiệu. Xe này hạ còn 97 thôi. Đó, xe nào hạ thì em hạ luôn nha. Mưa gió ẩm là em hạ luôn cho anh chị dễ mua. Dễ mua. Carnival khách cọc rồi. Khách cọc rồi anh chị, giờ mang đi Sài Gòn để khách chết. Đó. Ngày mai nhân viên em sẽ có mặt ở Sài Gòn, giờ lên xe cứu hộ vận chuyển vô Sài Gòn cho khách. Khách nhiều, khách đặt xe chờ lâu quá rồi, khách bị trả cọc nhiều quá, nên là lấy của em Toàn cũng đỡ được cả 100 triệu, mà có xe ngay cũng khác gì xe mới đâu, đúng không? Đó, em bán rồi, cọc rồi, giờ vô giao, vô Sài Gòn giao xe ở Sài Gòn, giờ quay về lại Sài Gòn. Elantra đây vẫn còn nha anh chị, Elantra vẫn còn. Elantra em bán 595 anh chị, cái này không giảm được tại vì em mua cũng cao rồi. Đó, 22.000 cây, 2020 nha anh chị. Đó, có cửa nóc nè, nóc phần cúc xe. Anh chị thích Mazda thì em còn cặp Mazda. Mazda thì đây. Còn cặp chiếc này 675, cái này 221, mà cái điều đặc biệt mà em muốn chia sẻ anh chị, xe này chạy có 5.000 cây à, mới tin à. Đó, bản Luxury nha anh chị, chứ không phải bản Deluxe.
Suzuki. Mazda thì nó đẹp, nó đẹp. Còn nói về ngồi mà rộng rãi kia thì kia Elantra với Sorento nó vẫn hơn. Là nó có cửa nóc nữa. Thằng đây mà nó có cửa nóc nữa là ok nè. Cái này sao tự nhiên nó không có cửa nóc? Nó không có cửa nóc. Để ế rồi mà nói vậy không biết có bán được không. Nhưng anh chị nào thích Mazda vẫn ủng hộ Toàn nha. Chứ nhiều lúc nói cái anh chị không mua cái Toàn ôm ngủ luôn, chết luôn. Daihatsu Luxury 221 màu trắng. Anh chị thích cái xe này thì màu trắng. Cũng 220 nhưng mà giá nó chỉ có 600 thôi. Tại vì đi nhiều cây số hơn, nó đi mười mấy ngàn. Ở em nó quan trọng cây số, đông đụng thì ok. Đúng cái xe của bên em thì cam kết thì không ngại rồi. Nhưng mà cái cây số nó quyết định cái giá dữ lắm. Có nhiều cái xe mà đời 220 thôi nhưng mà ít cây số thì em mua bằng giá 221. Mà đời 21 mà đi nhiều cây số thì em mua bằng giá 219 luôn cũng có. Nó kiểu vậy chứ em là không có theo cái đời. Em theo cái chất lượng và cái người đang sử dụng á. Còn Altis. Altis đây 420 nha anh chị, giảm anh chị còn 41 luôn á. 41 đây 210. 211 chứ quên, con này 211. 211 máy 1.8. Số tự động. Tinder đang làm trả góp nên là từ từ rồi nó cũng sẽ như thôi. C5 Rusuri nha anh chị. Rusuri xe biển Gia Lai này, xe mua thi đấu gấu lắm này. Tại vì nó có mấy ngàn cây, có 10.000 cây à, mới tin nè. Đó 865 nha anh chị. Bản Rusuri mới lắm. Có 10.000 cây thì mới tin đúng không ạ? Nên để mua theo cây số. Anh chị thông cảm đó nha, em mua theo cây số nên là giá nó cũng tới nóc luôn rồi, tới nóc nhà luôn. Nghe nhiều lúc mình cái chân rồi nha. Bán cũng hơi khó. Vô khách thấy xe đẹp thì ok nha. Lúc giá hơi cứng à. Đây C5. C5 64. 64 216 em giảm cho anh chị 63 luôn, xe chậm chậm em bán cho anh chị 63 luôn á. Trời ơi, C5 mà 630 triệu hợp lý anh chị. Biển Sài Gòn nữa, anh chị nào ở Sài Gòn đỡ mất tiền biển nữa. Con này là 219 mà form mới rồi nha anh chị. Con này em bán 855 26.000 cây. Cái này bản Freedom 2 chấm, nó được ghế điện cái đồ hai bên rồi. Nó cũng tùm lum hết. Đây này, form mới là 219, form mới là cái gì? Mâm này. Còn mà mâm cũ á, 219 mâm cũ á thì à, em có một chiếc mà chiếc 2.5 màu trắng á, chạy mười mấy ngàn á mà khách làm trả góp không được, chắc chuẩn bị chạy qua đây. Lại. Xe đó thì nó có 700 mấy thôi. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ. Nó 2.5 chạy mười mấy ngàn nhưng mà nó là form là mâm cũ á anh chị. Cái này là mâm mới nè, mặt nạ mới, thế hệ mới. Thế hệ như bây giờ. Xe này có 20.000 cây à. Trước sau gì cũng bán thôi. Mấy cái xe này dễ bán mà. Cái này cũng chẳng sợ. Có thời điểm mua xe 5 mười mấy chiếc em chưa sợ. Chuẩn bị về 2 cái CRV nữa. Em bán 2 cái CRV rồi. Thì chuẩn bị về tiếp 2 con nữa. Một con mấy ngàn cây à. Biển Sài Gòn. Xe tốt Freedom Creta với con Rusuri kia em bán rồi nha. Cái này điểm kỳ cục em không nghĩ là Creta với Sentos là nó gần như là giống nhau á, tại vì cùng khung gầm, cùng hệ thống, nó là gần như là Kia Hyundai cùng một hãng luôn mà sao lại kia phanh điện tử, này phanh tay, chán đời nhỉ. Này họ dán nha, dán này xấu ghê. Kỹ dán thích lột ra. Anh này vô đồ chơi tùm lum hết. Thằng này cái bản Freedom mới có cửa nóc này anh chị. Có cửa nóc. Xe này em bán 735 nha anh chị. Cái này bản Freedom. Mới nó 800 mấy á, bây giờ 735 rồi cũng đỡ được mớ rồi anh chị. Trải nghiệm chạy. Sướng để đời lỗ mấy chục thôi, còn anh chị mua xe mới thì lỗ mấy trăm. Nó tùy anh chị. Rồi thì anh chị nào có xe
cũ bán á, thì liên hệ giúp Toàn, hoặc là mua nhu cầu mua xe nào á, thì liên hệ đúng số điện thoại nha, 0979325679. Rồi anh chị nào mà có nhu cầu mà bán xe gì á thì liên hệ 0922325679 hoặc là 0928325679, em làm giá em mua cho. Em mua mai đi Cà Mau. Cà Mau xa quá Toàn không đi được, anh cho anh em đi Cà Mau mua 2 chiếc Hilux luôn, 221 luôn nha anh chị. Mua 2 chiếc luôn. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp anh chị ở Toàn Trung Gia Lai.